Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay mình có đôi điều chia sẻ với lại tất cả các anh chị em. Đó là trong câu lục cũng như câu đơn, các anh chị em hay sử dụng hạt chặn, phải không? Đây, hạt chặn thì có nhiều loại. Màu đen có, màu vàng có, màu đỏ cũng có, các bạn ra mua nhiều lắm. Thì có hai kiểu hạt chặn dài này, đấy, hạt chặn dài này, và đây là hạt chặn tròn này. Cái loại hạt chặn dài này không có loại to như cái loại hạt chặn tròn này. Ôi, mình ra mình hỏi không tìm được, loại này là loại to nhất rồi. Hoặc là có những loại là bé tí này các bạn này, bé teo teo luôn. Đấy, tí. Thì tác dụng của hạt chặn thì các bạn biết rồi, dùng để chặn phao trong câu lục như câu lăng xê lổi, còn lăng xê bom ấy, bom lổi nhá, hay là câu đơn. Những cái hạt chặn này các bạn quen thuộc quá rồi. Cái điều mình cần lưu với các bạn ở đây này, không phải là mình giới thiệu các bạn hạt chặn, mà mình lưu ý các bạn này, khi đi câu này, các bạn nên nhớ khi đi câu nhé, khi đi câu các bạn nhìn này, không bao giờ chúng ta để hai hạt chặn ở trên dây trục như này. Đấy. Nếu chỉ để có hai hạt chặn ấy, nếu bạn câu xa bờ ấy, thì khi các bạn ném ra xa thì cái hạt chặn ở phía bên trên này này, vì bạn câu chỗ sâu chẳng hạn, nó sẽ mắc vào khoen và nó sẽ bị xê dịch tụt lên trên một chút này này. Đấy, có thể tụt lên khoảng gang tay. Đấy. Thế là bây giờ tự dưng phao của bạn chỉnh đẹp rồi nó tụt như này. Thế làm thế nào để khắc phục được nhược điểm đấy, thì xin thưa các bạn rằng rất đơn giản. Trên một trục sợi dây các bạn nên cho ít nhất là 3 đến 4 hạt chặn. Thực ra nó chả đáng bao nhiêu cả, nên các bạn không phải tiếc. Đây này, các bạn nhìn dây câu của mình này, trên dây câu của mình rất nhiều chặn này. 1 2 3 4 5 6 7. Nên khi mình nhìn phao này, đây phao, lấy ví dụ là cái phao này nhá. Cái phao này thì nó nhỏ, câu gần thôi, không phải câu xa bờ. Đấy, thì ném đi nó không chạy, hạt chặn nó không chạy. Đây, mình lấy ví dụ minh họa cho các bạn luôn. Ví dụ ban đầu nó chỉ có hai hạt chặn như thế này thôi. Đấy, hai hạt chặn như này. Đấy, một trục đường dây ban đầu nó, mình lấy ví dụ hai hạt chặn như này. Khi bạn ném ra thì cái khuyên của nó đây, kiểu cái móng tay, chỗ tay mình là cái khuyên cần này. Đây, thì cái hạt chặn này sẽ vấp vào khuyên cần này và nó sẽ bị dịch lên như này. Đấy, cái phao ban đầu các bạn cân chuẩn rồi, thế bây giờ thì nó đáng lẽ nó ở mức này. Đây, ở mức này là đẹp rồi, phải không, là phao các bạn nổi rất đẹp rồi. Thế bây giờ nó tụt lên này, đáng lẽ ở vị trí này, bây giờ tụt lên vị trí này, thế là phao bạn nổi phình phình. Thế nhưng khi các bạn là thêm nhiều chặn như này, ít nhất là 3 chặn mà các bạn nhá, các bạn để hai chặn phía trên, hai chặn phía trên, thì khi các bạn ném ra cái phao này, đấy, cái đầu này nó có hai chặn phải không, khi ném cái khuyên nó vấp vào, nói với các bạn này, nó không có lực đủ để đẩy cái hạt chặn lên này, không kéo nổi các bạn nha. Đấy. Còn nếu các bạn yên tâm hơn, các bạn cho hẳn 3 chặn phía trên. Đây, 3 chặn phía trên. Đây rồi các bạn này, các bạn ném thoải mái đi, hạt chặn nó không trôi, nhớ nhớ bạn. Đấy là cách giúp cho các bạn khi câu lục, các bạn ném ra
nó không bị mất vị trí phao, các bạn đã cân chỉnh đẹp trên mặt nước rồi, nó sẽ không mất dấu. Nếu các bạn chỉ để hai chặn thôi thì nói thật các bạn câu một buổi mà các bạn vút ra khoảng độ 30 mét thôi thì cứ bạn vút một cái là hạt chặn nó chạy, thì có ngồi cả ngày thì chẳng câu được. Đấy, lưu ý các bạn nha. Đấy là lưu ý thứ nhất, các bạn chú ý chưa, cách làm sao để cho cái hạt chặn phía trên này, đấy, khi ta ném lưỡi và phao câu xa bờ thì nó rất là nặng, phải không? Nó đi xa thì nó sẽ không bị chạy, mất vị trí. Đấy là lưu ý thứ nhất cho các bạn nhé. Vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai này, mình sẽ so sánh cho các bạn là dùng hạt chặn và dùng chỉ chặn. Mình sẽ so sánh cho các bạn là dùng hạt chặn và chỉ chặn thì nó có ưu điểm và nhược điểm như thế nào. Đây các bạn này, dùng hạt chặn này thì nó tiện, rất là tiện, à, ra hiệu câu mua ngay vài vỉ như thế này, đây, mua hẳn vài vỉ này dùng dần, đây, mua hẳn 5-6 vỉ về dùng dần, phải không? Rất là tiện, phải không? Khi nó bị đứt lưỡi câu các bạn chỉ việc gì, đứt dây các bạn chỉ việc gì cho hạt chặn vào thôi, rất là đơn giản. Ưu điểm thứ nhất là tiện lợi. Đấy. Tiện lợi làm thao tác nhanh chóng khi muốn bổ sung thêm mặt trận cho dây câu nó bị đứt chẳng hạn. Nhược điểm là hạt trận nó hay bị xê dịch khi chúng ta ném câu xa bờ, thì cách khắc phục của mình vừa nói ở đoạn đầu của video ấy là chúng ta phải setup cho nhiều hạt trận trên một đường dây. Đấy. Ở phía trên nhé, còn phía dưới các bạn để mở trận được, không cần nhiều đâu. Ở phía trên thì phải để nhiều trận, vì khi ta ném ra thì cái phía trên này nó hay mắc vào cái đầu khoen cần câu. Đấy, đây là ưu điểm của trận và nhược điểm của trận. Người ta bán sẵn cho các bạn ở ngoài quán nhé. Cái này thì quán đã nắm rồi, là quán mua đấy mấy vỉ hạt chặn thì đơn giản thôi. Sang chỉ chặn phao, buộc chỉ chặn phao này thì cái này thì ưu điểm mình nói ưu trước nhược sau. Ưu điểm là ít khi bị chạy chỉ khi chúng ta ném câu xa bờ, ít khi vướng vào khoen lắm vì nó có độ trơn này, nó mềm. Đấy. Chỉ này khi buộc vào nó có độ trơn, có độ mềm nhiều hơn, nên khi vút không mắc vào khoen mấy, nhất là cái đầu khoen cần ấy, là chúng ta vút ra không mắc vào mấy. Nhược điểm của nó này là buộc hơi nâu các bạn nha, buộc hơi nâu. Đấy, đối với các bạn mà không quen sử dụng chỉ chặn, đấy, là chúng ta không biết buộc và nút nó không chắc. Và còn một ưu điểm nữa của chỉ chặn này, đó là khi chúng ta đi câu mà thủ sẵn một cuộn chỉ, chẳng may những cái hạt chặn ở trong cái vỉ sẵn này chúng ta hết rồi, thế bây giờ hết rồi thì chẳng nhẽ lại buộc cái phao trực tiếp vào dây câu à, thắt luôn vào đấy thì chết, phải không các bạn? Thế chúng ta mang chỉ đi, chúng ta sẽ buộc những hạt chặn như thế này. Chúng ta sẽ buộc những hạt chặn như này. Đấy. Đấy là ưu điểm của chỉ chặn. Mình vừa nói xong rồi. Bây giờ mình nhắc lại các bạn này. Thứ nhất là đối với hạt chặn bán sẵn này, ưu điểm
là chúng ta mua về dùng dần, tiện lợi hơn, đi câu thì tiện hơn, phải không? Chỉ cần xỏ qua cái dây thép này và rút lên là xong. Đấy. Và bán rất nhiều ngoài quán, không thiếu. Nhược điểm là nếu các bạn chỉ sử dụng 2 hạt chặn trên một đường dây trục thì khi câu các bạn ném xa bờ, đấy, thì cái hạt chặn này nó sẽ bị chạy, làm mất mất độ sâu của phao khi các bạn chỉnh rồi. Các bạn chỉnh đẹp rồi, giờ phao nó bị trồi lên cao, đấy, sẽ không câu được. Thứ hai, sang chỉ chặn, ưu điểm là ít khi bị mắc vào khoen cần. Đấy. Ưu điểm thứ hai nữa là gì? Có thể thay thế hạt chặn này khi chúng ta hết hạt chặn có sẵn mà quên không mua. Đấy, quên chưa mua ấy, chứ không quên không mua nhá. Thế đi câu thì sẵn này trong túi lại có một cuộn chỉ rồi, hoặc là một cuộn dù rồi, thì cách thứ hai này sẽ hữu ích rất nhiều cho các bạn. Đấy, các bạn nhớ đấy. Thế còn nhược điểm thì các bạn biết rồi, chúng ta phải biết nút buộc. Mình đã hướng dẫn các bạn cách buộc chỉ chặn rồi, cách buộc chỉ chặn phao nhá. Các bạn phải biết nút buộc này, chứ không phải các bạn buộc thắt nút tùm lum là nó thành đâu nhá. Phải biết được. Đấy, mình giới thiệu các bạn là hai cách buộc nút chặn phao bằng chỉ. Các bạn nhớ đấy, các bạn có thể tham khảo lại cái video đấy để nhớ rõ hơn. Và đi câu các bạn nhớ mang theo một cuộn chỉ hoặc một cuộn dù nhá, lúc nào có túi. Và cách khắc phục của việc chạy hạt chặn thì đây mình hướng dẫn các bạn rồi, rất đơn giản thôi các bạn. Cho nhiều hạt chặn vào, một vỉ có 15.000 thôi mà. Các bạn câu mà có một cần nục thôi thì các bạn cho hết cả một vỉ vào thoải mái. Đây, như ví dụ như cái vỉ này, hạt chặn nó to, nó ít, nó có 2, 4, 6 hạt chặn, thoải mái đi các bạn ạ. Đây là một chút ý kiến nhỏ nhỏ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn mà thấy hữu ích thì các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like, chia sẻ, share và subscribe giúp mình nhá. Các bạn ủng hộ nhiệt tình thì mình sẽ làm thêm nhiều video mới. Còn các bạn mà không ủng hộ thì nói thật là mình cũng công việc bận lắm, đến lúc nào mình nó thấy mệt mệt mà mình thấy chán là thôi, chẳng đăng video nữa. Vì nhiều anh em, thực ra nhiều anh em trên mạng ấy thì người ta hiểu cho mình thì người ta ủng hộ rất nhiệt tình. Đấy. Có anh em bảo anh nhiệt tình chỉ bảo rất chi tiết, nhưng mà có đồng chí thì bảo cái đấy trẻ con nó cũng biết, ông đi dạy khôn người ta này, nó mệt lắm. Nhiều đồng chí nó lại còn trẻ trâu hơn nữa cơ, này bảo ông đi biết cái gì mà câu. Nói thật các bạn, biết cái gì không ấy thì chỉ có mình biết thôi, hoặc là những bạn đi câu mình biết thôi, chứ còn mấy ông trên mạng, nhiều ông chém gió vớ vẩn, thậm chí kéo cả đời chả cầm những cần câu bao giờ ấy. Đôi điều mình chia sẻ với các bạn như vậy. Cảm ơn chân thành, cảm ơn tất cả các anh chị em đã ủng hộ cho mình, đã ủng hộ cho mình để mình làm những cái video này. Thật ra đây là những cái kinh nghiệm mình có được thì mình chia sẻ cho anh chị em thôi, chứ còn cũng chẳng ai dạy khôn ai cả, mình cũng đi học hỏi mà. Nhiều anh chị em cũng chỉ cho mình nhiều cách đấy, hay nhiều thành phần môi rất là hay, mình thấy nó là hữu ích thôi. Cái gì hay thì mình chắt lọc, mình nhặt riêng về cho mình học, còn cái gì nó dở thì thôi,
coi như không để ý đến. Còn các bạn mà ủng hộ like nhiều ấy thì thực ra cái like đấy mình có kiếm được đồng xu nào ở cái like đâu, nhưng mà các anh chị em mà like nhiều thì thực ra động viên tinh thần nhau thôi đấy. Để mình có tinh thần, có thêm động lực để cho những video mới, cho hướng dẫn cho các anh chị em thôi. Xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã theo dõi nha.